Và trận đều thứ tư ở xe đấu thứ hai, bên phía các bạn là Phoe Zip, Miwan và Greg 14. À thứ tự luôn, 1-2-4 đó là Phoe Zip, Min, Greg. Và đây là Yamato của Chip Boy. Vâng, bài đủ luôn. Mở mắt ra đủ đồ. Kinh hồn. Ấy ấy. F3 đi em. F3 mình chỉnh lại. Vâng, thế mà nó vẫn chỉ được mấy cây quả. Này ghê thật. Vâng, chim sẻ cầm Kata, lô 1 cầm Greg và chim mệnh cầm Phô. Như vậy là về quân thì ở trận đấu là quân về phía đối bạn là đẹp hơn. Phô give min Greg. Vâng, đang liên tục bị bung ra nhé anh em, đánh chú ý cẩn thận. Vâng, như vậy là lô 1 đang biết đâu được, ông Hạnh tìm đâu ra. Ông Hạnh ngày xưa là người tìm ra cái này đấy. Yes. Và chúng ta sẽ cùng thầu luôn cái màn hình máy của game thủ Chip Boy để chúng ta cùng theo dõi xem Chip Boy sẽ chém một trận điên cuồng hay là sẽ vâng chém theo kiểu gái này. Thiếu một gỗ để đóng nghe nhá. Vâng, một gỗ. Rồi. Vẫn không sợ bị chậm dần. Do mít đè. Đôi vòi sẽ được cầu về ngay. Các bạn có thể thấy trên mặt đồ có Chibon không đi dò nữa. Làm gì đấy? Này, đang kiểm tra nhá. Đang kiểm tra tư cách đấy. Tơn nữa như thế là có vấn đề đấy. Tơn nữa như thế là phải báo Trinh ngay. Trinh gần đây rất hot. Đấy, biết ngay mà không đi dò nữa mà. Ô, oh. Bên kia bung, nhẹ bên kia bung. Vậy bắt đầu là kiểu như vào địa thế cùng nhau rồi thì khi mà bị bung ra thì sẽ bị hàng loạt luôn. Từng người bị một. Kiểu nó phải vậy, do kích đời. Rồi, hai voi, bầy hươu và quả phụ. Bài bài này đưa cho mình đánh thì cũng thích rồi. Bài đánh rất thích. Đồ lại còn gần nữa. Gỗ đầu cũng gần, ăn rừng cũng đẹp. Nói chung là chả có cái gì để chê cái bài như thế này cả. Màn hình máy của chim sẻ giờ vẫn đang câu voi. Và con voi thứ tư đang về nhà chính của chim sẻ và đóng về rồi. Giờ bắt đầu dần bắt đầu đi.
Và này xong cho Katha đánh chắc nhà để Greg đi dâng nhở. Bài tôi thích cái thế Katha chắc nhà hơn, Katha chắc nhà lên 4 có hot đánh. Vâng, Greg nắm khi lên đấy 4 vẫn thua. Bởi vì bị công phu. Vâng, đấy 4 đánh nhau đấy 3 vẫn thua, nhưng Katha đấy 4 mà đánh nhau với đấy 3 thì còn chưa biết. Còn phải xét theo cái thế trận đó. Nó có hot nó vẫn là cái gì đấy nó khác bọt hơn những cái loại quân mà lên được đấy 4 mà không có hot. Vâng, xin dò trước khi kích đời. Chim sẻ chơi rất bẩn. Vâng, vào giải mà đánh thế này là xử thua thì không ngoan được. Tôi thì luôn luôn dạy các học trò của mình sống cho nó sạch sẽ đàng hoàng, cấm chơi bẩn. Công giáp vào đầy đủ, chúng ta quay trở lại với chi boy rồi. Xem chi boy chém. Vâng, gặp luôn, màu 1. Lại là tiểu bạch long. Trận nào gặp chi boy, trận nào anh có mấy trận gặp chi boy rồi. Đây là gì đây? Phô. Chi boy à, siêu ba. Đang khởi nghĩa rồi. Bây giờ giặc đến nhà thì đàn bà cũng xúc. Ôi dồi ôi, 10 thằng dân đang đuổi. Thì bây giờ tiểu bạch long đánh 25 dân, chết 1 còn 24. 10 thằng dân đang đuổi với 3 thằng dân đang xây nhà thì là 13 thằng. Như vậy là còn có 11 thằng đang làm ăn thôi. Cộng là phải chuẩn. Bắt đầu tân chém đầu tiện. Rồi. Thốn. Vâng, rất nhanh tay. Tiểu Bình Long. Chọc xiên xa thế, vẫn chọc con nữa đấy. Không, màu 4 và màu 1 ở cánh này. Không, cánh này hai cung. Màu 4 chém chéo. Đây rồi. Tầm phút 14 này thì chưa thấy ông nào có bánh xe mà chạy cả. Mỗi chiếc boy có bánh xe thôi. Rồi, sọc thẳng vào đây. Xúc vô tường. Rồi, mất giò không sao. Chạy dụng, đánh bay dụng chính của vô tường luôn. Có 3 cái ruộng thôi. Nhưng khiến cho vô tường rất yếu lúc đầu. Quan trọng là những cái tuần đầu như này, tôi nghĩ bảo phút thứ 50 đánh nhau mà vào chém được 3 con nông dân làm ruộng thì nó không có nhiều ý nghĩa. Quan trọng đều là những cái tuần đầu tiên này. Úi giời ơi, mất nhà màu 2 luôn. Màu 2 mất nhà luôn rồi nhá. Cung đầu cánh màu 1 để long bo rất nhỏ. Vâng, ít phút nữa khi mà quay lại nhà Tiểu Long thì chắc chắn sẽ có những con cung hừa đứng ở bên trong chửi. Chị bò sẽ không làm gì được. Lọt. Thôi, thôi, chạy. Chạy thẳng sang nhà số 1 mà hồi, đúng không? Sang đấy ăn cái gì thì ăn. Không ở nhà nữa, để người ta quản. Ồ, kẹt. Rồi, đúng rồi. Dè đi. Ôi dè. Mất tiếp bài hùa lưa, vô thường đang rất khổ. Mình thì chết một vài dân, nhưng quan trọng là mình làm cho các nhà thực lực đối phương yếu. Mạnh máy của chim sẻ 25. Và có cả chim mạnh đang ở đây. Gunny liệu anh có sống được không? Dân vẫn đang đi bộ kìa. Hai đầu dân quá sát. Gunny anh cũng bùng hốc luôn rồi. Còn vào chim vào chém 1-4 dâng lời chéo đấy. Để Gunny đấy, chim mạnh nó quản. Và chém 1-4 chém chéo cánh đi. Chết boy 19. Nhưng vẫn còn nhiều chém. Mất thêm váy vàng nữa. Hồng Anh trận này chém chéo đang tốt. Hồng Anh là người cầm Greg thì phải. Greg đúng không? Phôi VIP min gách. Như vậy là phô mùa 1, Egypt mùa 2, min mùa 3. Mà bây giờ thì các bạn có thể thấy mùa 2 và mùa 3 đang rất yếu rồi. Dũng con thì anh thời điểm đầu thì bị lọt con mỗi con giò vào thôi. Khiến cho anh yếu đi một tí thôi, không yếu nhiều. Bây giờ quay lại đi. Và bây giờ lượng cung của Dũng con ở bên trong đang là rất đông. Vâng, chém phớt vậy thôi. Sau lại quay sang quản tiếp bên này. Chipboy tham 2 còn 18 nhưng mà bây giờ vẫn đang còn dân ăn hoang. Bãi vàng của Chipboy cũng mất rồi, bãi gỗ cũng mất rồi. Quân của Chipboy vẫn đang là nhiều.
lại tiếp tiếp. Úi giời ơi, thông thường ông dã ngay cho cái nhà cứng vào. Màn hình máy của chim sẻ. Giữ quân nha chim bò, chạy đi, chém hết dân 1-4 cho chim. Vâng, phải hề rất tốt. Và màu 2 và 1 đang muốn ôm nhau sống ở trận này. Chí Mạnh cũng đang xúc bằng Chí Mạnh tham hai 68. Thời điểm này Chí Mạnh sẽ là người đang có tham hai to nhất bản đồ. Chơi được, chim bò quay lại đi em. Quản tiếp đi. Công việc của chim bò bây giờ chỉ có quản vô thường thôi. Ôm vô thường mà hợp dịch. Kìa chim kìa, phối hợp tốt vào. Giáp 2 thôi, nhưng mà lượng chém nó hơi mỏng, lượng cung lửa không nhiều. Vâng, lượt chim boy thì báo về là chém chết màu 2 rồi. Ôi trời ơi, ôi lồ 1 to thế, quên mất lồ 1. 74 kích 4 em ạ. Lâm Chiêng nha. Rồi Chiêng rồi, công 4 giáp 4, đầy đủ công nghệ đời 3. Và 1-3-4 mà tham đang đè rúi rúi. Nói chung là các tay chém như thế kia thì trận này chém quá tốt rồi. Chí Mạnh cũng là một bài đánh cùng đầu cánh ngay. Bây giờ đi đấy, tìm đi, mang con giò về tìm nhà Pê Dâng. Đối phương chắc chắn sẽ có công phủ. Cái bài Greg đánh Châu Y ở nhà ấy. Vâng, top N đánh với nhau còn có những bài công phủ, chứ đừng nói là top 1. Vâng, nhiều Y lắm, Hồng Anh nhiều Y lắm đấy. Mang cung vào đây bắn nào chứ mày ơi. Mang cho anh một kích sao rồi. Chém không chết thì đều phải tránh. Vâng, các game thủ bên phía Thái Bình đang muốn ốp một tuần cuối rồi. Tuần này là tuần ốp cuối cùng đây. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem thủ được thì là thắng. Thủ được thì là thắng luôn. Tôi nghĩ là vẫn thủ được. Và các bạn nhìn ở bản đồ con có cũng có thể thấy được rằng Chí Mạnh vẫn đang nhồi rất nhiều quân sang đây. Kể cả bây giờ Chí Mạnh mất nhà chăng nữa thì chỉ cần giữ nhà của lô 1 tôi là thắng chặt luôn. Và Hồng Anh là người tiên phong. Tỷ số là 3-1 trong giây đầu thứ hai, anh em về các game thủ bên phía của GameTV. Vâng, xin chúc mừng game thủ GameTV đã thành chiến thắng ở trong một trận đấu mà quân được đánh giá là xấu hơn một chút. Nhưng mà các tay chém đều là những bài đẹp và chém rất tốt trận này. Nhất là chim bòi. Vâng, đi được chém được hai nhà cung yếu như con khiếu thời điểm đầu. Và chúng ta sẽ cùng chờ trong một ít phút để đến với xe đấu thứ 3, xe đấu cuối cùng trong buổi giao hữu ngày hôm nay. Một buổi giao hữu nhằm và một buổi giao hữu đánh số mắt tại Thường Tín. Vâng, khai trương quán game của anh Dũng Béo.